Trong cuộc đời trước kia, anh từng là Yone, người anh trai của Yasuo và môn đồ nổi tiếng của trường kiếm trong làng. Nhưng sau khi bị hạ sát bởi chính tay người em trai mình, anh đã bị săn đuổi bởi một thực thể tà ác nơi linh giới và buộc phải hạ gục nó bằng chính lưỡi kiếm của nó. Giờ đây, bị nguyền rủa bởi chiếc mặt nạ gắn chặt trên khuôn mặt mình, Yone không ngừng săn đuổi lũ quỷ dữ nhằm tìm kiếm lời giải cho thứ mà anh đã trở thành. Sau khi trở lại với nhân giới, anh cũng đã tìm lại người em trai của mình, kẻ mà đang làm mưa làm gió, làm mình làm bể trong các trận đấu xếp hạng trong tốc chiến. Và giờ đây, hai anh em nhà này sẽ cùng khuấy đảo thế giới ảo và mang đến nhiều trận đấu thua cho anh em. Nhiều trận thắng cho anh em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Liên minh huyền thoại tốc chiến. Và đây là hướng dẫn tất tần tật về Yone, kẻ trở về từ cõi chết. Và cũng sẽ tiếp tục chết tiếp như thằng em trai của hắn đã từng làm trong những trận rank của anh em. Combo và kỹ năng. Yone là một vị tướng đấu sĩ cực kỳ mạnh mẽ ở vị trí đường giữa, có phong cách chơi cũng khá là lả lướt như em trai của mình. Yasuo thì sử dụng những pha lướt kiếm để lao vào giao tranh và đi ra như một cơn gió. Còn Yone thì sẽ bay vào bằng kỹ thuật xuất hồn của mình và lướt ra bằng hồn bay phách tán, khi vừa vào cái thì bốc hơi. Đùa thôi, chứ nếu biết chơi thì vị tướng này có thể canh mở giao tranh bằng chiêu cuối và hất tung tất cả những kẻ địch. Còn sau khi hất tung thì anh em hiểu phải làm gì rồi đấy. Được rồi, không dài dòng nữa, hãy cùng đến với bộ kỹ năng và cách combo của Yone thôi. Nội tại, đạo của kẻ săn. Hắn được tăng gấp đôi chí mạng của trang bị cũng giống như Yasuo vậy. Mỗi đòn đánh thứ hai sẽ gây sát thương phép. Kỹ năng 1, từ kiếm. Yone chọt kiếm về phía trước. Ở 3 cộng dồn, hắn sẽ lướt đi và hất tung kẻ địch. Có thể sử dụng để qua những địa hình tường dây ở trong bản đồ. Kỹ năng 2, chảm hồn. Yone chém theo hình nón ở phía trước mặt và gây sát thương phép và vật lý theo phần trăm máu của mục tiêu. Cho hắn ta một lượng giáp, càng trúng nhiều tướng, giáp sẽ càng nhiều. Kỹ năng 3, xuất hồn. Yone xuất hồn ra khỏi cơ thể và di chuyển tự do. Trong thời gian này sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Sau một khoảng thời gian thì hắn sẽ bay trở lại với thân xác của mình và gây sát thương chuẩn bằng với một lượng sát thương gây ra trong thời gian đó. Đây chính là kỹ năng giúp Yone mở giao tranh ở một vị trí cực kỳ khó bị bắt và khiến cho bạn trở về an toàn. Nhưng nếu bị dồn đàm thì hắn ta cũng có thể trở về, nhưng mà là trở về với cát bụi. Chiêu cuối, đoạt mệnh. Yone lướt đi một khoảng lớn, hất tung và kéo tất cả kẻ địch trúng chiêu về một hướng. Kỹ năng này có thể mở giao tranh từ xa và gây sát thương lớn, gom tất cả kẻ địch lại một chỗ. Khi đó thì đứa em của Yone biết phải làm gì rồi đấy. Osagi. Combo. Yone là một vị tướng dễ chơi, không có quá nhiều combo cầu kỳ, chủ yếu là chém thương kết hợp với kỹ năng 1 liên tục để gây sát thương lớn. Combo 1, chiêu 3, chiêu 2, xen kẽ giữa đánh thường và chiêu 1 liên tục đến khi kết thúc xuất hồn. Đây sẽ là combo cấu rỉa ở giai đoạn đi đường đầu game, giúp anh em không sợ bị lao lên quá cao khi sử dụng xuất hồn và an toàn lùi về. Combo 2, chiêu 3, chiêu cuối, chiêu 2, xen kẽ giữa những đòn đánh thường và chiêu 1. Đây sẽ là combo để mở giao tranh từ xa, ở những khu vực nhiều giao tranh như sứ giả sẽ là dễ chơi nhất để gom đối thủ và dồn đam với đồng đội của mình. Combo 3, combo Double Hurtung. Tích trước 2 lần chiêu 1 để có gió, sau đó chiêu 3, chiêu 1, chiêu cuối, chiêu 2 và đánh thường chiêu 1. Nếu sử dụng đúng combo này trong giao tranh thì bạn sẽ có tận 3 lần Hurtung. 2 lần Hurtung đầu tiên để khống chế kẻ địch liên tục, lần Hurtung cuối để kết liễu hoặc tạo khoảng trống cho mình và đồng đội lùi về. Đi đường. Đầu game, với hai kỹ năng tầm trung là tử kiếm và chàm hồn thì Yone có thể farm từ xa khi đối đầu với các pháp sư tay dài khá là dễ dàng. Lại còn tạo giáp nữa thì việc giảm bớt áp lực từ việc cấu rỉa là có, chỉ nên trao đổi với đối phương khi có kỹ năng xuất hồn. Khi sử dụng chiêu này, bạn sẽ ở khoảng cách an toàn để rút về sau khi va chạm nhẹ với đối phương. Đến giai đoạn level 5 thì các bạn hoàn toàn có thể khô máu với đối phương với full combo mình chỉ phía trên. Vì đa phần các pháp sư chưa có quá nhiều máu và chống chịu, vì vậy hãy tận dụng tốt điều này để ăn hiếp mấy đứa máu giấy ở đầu game. Còn nếu gặp đấu sĩ đường giữa thì tốt hơn là nên kêu dừng ra giúp một tay, 2 đánh 1 không chột cũng khỏe mà. Giữa game, khi bắt đầu có được 2 trang bị gây sát thương chí mạng chính là lúc Yone thể hiện sức mạnh vượt bậc của mình. 100% chí mạng ngay lúc này sẽ khiến hắn ta dễ dàng solo kill bất cứ một ai khi sử dụng chúng được chiêu cuối đoạt mệnh từ xa. Để có thể bay ra một cách bất ngờ thì anh em hãy núp ở một chỗ nào đó, xuất hồn và kết hợp đoán mệnh thì đối phương sẽ rất khó để né và ăn phun sát thương luôn. Nếu đối thủ tốc biến thì cũng đừng lo, Yone sẽ được tăng một ít tốc độ chạy để rượt theo trong lúc xuất hồn. Ngoài ra bạn vẫn có khả năng lướt một khoảng khi tích 3 gió nữa, nên giai đoạn này hãy bắt lẻ đối phương cùng đồng đội càng nhiều càng tốt.
Cuối game, đây là giai đoạn mà sức mạnh của Yone được tăng tiến ở mức cuối cùng, sẽ thường gây ra phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc đối phương cũng sẽ như thế, nên việc bạn ra vào giao tranh như thế nào cực kỳ quan trọng, vì chỉ cần vào sai một lần xuất hồn thôi thì ngay lập tức Yone sẽ phải trả giá bằng mạng của mình. Vì vậy, lúc này chỉ nên vào sau khi đồng đội đã mở combat trước. Hắn ta sẽ có một nhiệm vụ đoạt mệnh theo sau để dồn đam kẻ địch nhanh nhất có thể. Vì thế, chỉ cần một lần sơ sẩy cuối game cũng có thể khiến đối phương phải trả giá đắt, hoặc Yone sẽ phải trả giá cho những pha lao vào sai của mình. Bà Ngọc. Nhiệt độ trên người sẽ là điểm ngọc phù hợp nhất với hắn khi liên tục kích hoạt các đòn đánh thường và giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng 1. Thợ săn hút máu sẽ giúp hắn có thêm một ít hồi phục khi đi đường và trong giao tranh. Thợ săn khổng lồ cho một chút máu và kháng hiệu ứng, vì Yone cần nhiều thời gian để gây sát thương khi sử dụng xuất hồn của mình, nên kháng được tí khống chế sẽ dễ chơi trong giao tranh hơn. Hào ngọt sẽ thêm hồi phục khi đi đường và một ít vàng. Trang bị. Gươm vô sinh vong là món trang bị quan trọng nên lên dành cho Yone, bởi vì trang bị này cho hắn khả năng đuổi bắt kẻ địch chỉ với 3 đòn đánh và gây thêm sát thương với nội tại chém liên tục của mình. Kiếm năng lượng Solari cho rất nhiều tốc đánh và khả năng gây thêm sát thương phép, cực kỳ thích hợp với nội tại của Yone. Vô cực kiếm để hoàn thành 100% khả năng chí mạng và sát thương của hắn ta. Vũ điệu tử thần cho thêm khả năng đánh lâu dài và tránh bị bốc hơi trong giao tranh. Và cuối cùng là giáp thiên thần, dây nâng cấp đồng hồ ma pháp. Yone hiện đang là một vị tướng rất mạnh ở đường giữa, tuy nhiên khả năng chống chịu khá ít và dễ bốc hơi nếu vào sai trong giao tranh. Vì vậy, hãy lựa chọn thời điểm thích hợp và một vị trí thuận lợi sử dụng xuất hồn để có thể gây nhiều sát thương nhất có thể và bay về trong an toàn nhé. Vậy anh em thì sao? Những trận Yone anh em gặp trong rank có thua nhiều như gặp thằng em Yasuo của hắn hay không? Comment ngay bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy ấn like và subscribe cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Cảm ơn đã xem video.